Hello, chào mừng mọi người đã đến với Xuân Hữu nha. Giới thiệu với cả nhà, hôm nay Xuân Hữu đang có mặt tại nhà của bác Xuân Hữu. Có tên nhà hàng là nhà hàng Cao Nguyên Đá, tỉnh Hà Giang, tại địa chỉ là số 250 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Hiện tại Xuân Hữu đang có mặt ở đây và ăn đến cùng đại gia đình của bác, của quán này. Đấy, các bạn là ở Hà Nội và muốn thưởng thức các món đặc sản của dân tộc thì xin mời các bạn đến đây nha. Đây, những món đặc sản dân tộc đây, đặc sản đây. Đặc biệt là có rượu ngô với lá nữa. Cả nhà mình nâng ly chúc Tết nhau nhỉ. Vâng ạ, bà hỏi cho các chị em bên kia lên hình nhá. Nào, bắt nhìn nhá. Bác gái bắt nhìn đấy. Nào, bắt nhìn bọc. Hai ba rô, hai ba rô, hai ba uống rượu chúc mừng năm mới. Bó mối cái kiểu bó mối đúng không? Cảm ơn bác Hòa đã đón tiếp nhiệt tình nhá. Lại bắn nữa à? Ăn đi cậu ơi. 2, 3, 2, 3, 1. Hello, chúc mừng cả nhà nhá. Đấy, năm mới gặp nhiều may mắn.